Phật tử đại bồ tát trụ vào 10 thứ tâm thủ thắng vi diệu đó rồi, liền đắc được 10 thứ trí thiện xảo Phật pháp. Những gì là 10, đó là trí thiện xảo thấu đạt Phật pháp thâm sâu, trí thiện xảo sinh ra Phật pháp rộng lớn, trí thiện xảo tuyên nói đủ thứ Phật pháp, trí thiện xảo chứng nhập Phật pháp bình đẳng, trí thiện xảo thấu rõ Phật pháp khác biệt, trí thiện xảo ngộ hiểu Phật pháp không khác biệt. Chí thiện xảo vào sâu Phật Pháp trang nghiêm, trí thiện xảo một phương tiện vào Phật Pháp, trí thiện xảo vô lượng phương tiện vào Phật Pháp, trí thiện xảo biết vô biên Phật Pháp không khác biệt, trí thiện xảo dùng tự tâm tự lực đối với tất cả Phật Pháp không thối chuyển. Đó là 10. Phật tử, Đại Bồ Tát, nghe Pháp này rồi đều nên phát tâm cung kính thọ trì. Tại sao? vì Đại Bồ Tát trì pháp này ít làm công lực, mau đắc được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, đều được đầy đủ tất cả Phật Pháp, đều đồng với Pháp của chư Phật ba đời. Bấy giờ do thần lực của Phật, vì Pháp như vậy nên mười phương đều có các thế giới nhiều như số hạt bụi bất khả tuyết trăm ngàn ức na do tha cõi Phật, đều sáu thứ chấn động, mưa xuống tất cả mây hoa, mây hương, mây bột hương, y lọng, tràng phan, báu ma ni, cùng với mây tất cả đồ trang nghiêm, mưa xuống mây các kỹ nhạc. Mưa xuống mây các Bồ Tát Mưa xuống mây bất khả thuyết sắc tướng như lai Mưa xuống mây bất khả thuyết tám thán như lai lành thay mưa xuống mây âm thanh như lai đầy khắp tất cả pháp giới mưa xuống mây bất khả thuyết thế giới tra nghiêm mưa xuống mây bất khả thuyết tăng trưởng bồ đề mưa xuống mây bất khả thuyết quang minh chiếu sáng mưa xuống mây bất khả thuyết thần lực thuyết pháp thảy đều hơn ở các cõi trời như trong cung điện Bồ Đề Tràng dưới cội Bồ Đề bốn thiên hạ thế giới này, đều thấy Đức Như Lai thành đẳng tránh giác diễn nói Pháp này trong mười phương tất cả thế giới cũng lạ như thế bấy giờ do thần lực của phật vì pháp như vậy nên mười phương đều vượt ngoài số thế giới nhiều như số hạt bụi mười bất khả thuyết cõi phật có các đại bồ tát nhiều như số hạt bụi mười cõi phật đi đến cõi này đầy khắp mười phương đều nói như vậy lành thay lành thay phật tử có thể nói đây là pháp thệ nguyện thọ ký rộng lớn thâm sâu nhất của chư phật như lai Phật tử chúng tôi tất cả đều đồng danh hiệu là phổ hiền, đều từ thế giới phổ thắng, chỗ Đức Như Lai phổ tràng tự tại đi đến cõi này, do đều nhờ thần lực của Phật mà trong tất cả mọi nơi đều diễn nói pháp này như chúng hội này, lời nói đều như vậy, tất cả đều bình đẳng không có thêm bớt. Chúng tôi đều nương oai thần lực của Phật đến đạo tràng này để vì ngài làm chứng. Như đạo tràng này các Bồ Tát chúng tôi nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật đến làm chứng trong mười phương tất cả thế giới cũng đều như thế.